cơ hội phản công. Đường chuyền của Khổng Đình Hùng dứt điểm, tình huống băng vào và tiếp bóng vừa rồi. Rất nguy hiểm, là một pha căng ngang của anh. Chúng ta cùng xem lại tình huống treo bóng có ý đồ của Đức Hòa và pha. Trong đó những cầu thủ như là Phi Long hay là Thanh Tân rất ít có cơ hội để vào. Bên phía Savines ở Thanh Hòa không có sự phục vụ. Đường chuyền của Xuân Du, Thịnh Phát khá hay, không được. Với lối đá của thầy trò huấn luyện Phạm Minh Giang, chúng ta cùng xem lại tình huống bóng mà Thịnh Phát không dứt điểm. Đoạt những tình huống mà đội ngó xanh chủ động dâng cao và đá pressing. Lý Đăng Hưng dứt điểm, không được. Cổ Chí Kiệt, Xuân Du không vượt qua được anh Quý. Cơ hội dành cho Savines Athletic Khánh Hòa. Bóng đi đúng vào vị trí của chắc chắn. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Anh Quý là người đã cướp được bóng và thực hiện pha đi bóng dứt điểm này. Đức Hòa, đường chuyền vào rất nguy hiểm của Hoàng Anh, nhưng Trần Văn Quý vẫn có mặt để thực hiện pha đệm bóng vào lưới trống giúp cho Thái Sơn Nam vượt lên dẫn bàn. Tình huống xử lý bóng không tốt của Trần Văn Vũ, và bây giờ là cơ hội dành cho Thái Sơn Nam đối mặt dứt điểm. Tỷ số cầu thủ Savines Athletic Khánh Hòa bỏ lỡ. Thì cùng xem lại bóng này, tình huống phản công rất nhanh, 3-2. Minh Chí là người thực hiện đường chuyền cho Xuân Du. Xuân Du thoát xuống nhưng không dứt điểm trong tình huống đối mặt với Hoàng Anh, mà thực hiện tiếp tục một pha chuyền bóng xuống cho Phạm Đức Hòa. Trọng luôn trong sự đeo bám của ba cầu thủ áo xanh. Vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành Hồ Văn Ý. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Đầu tiên là tình huống đưa bóng về phía cột 2 của Phùng Trọng Luân, và sau đó là cú đá bồi ở bên ngoài. Phát động tấn công rất nhanh, cơ hội. Như vậy là Thái Sơn Nam và người ghi bàn đó là Minh Chí, một phương, nhưng vẫn có một pha xử lý có thể nói là cực kỳ chính xác. Một tình huống tiếp bóng vừa đủ để có thể làm đổi hướng của trái bóng đi thẳng vào khung thành. Pha xử lý khá nhạy cảm của Minh Chí đã